là sáng tập thể dục nó giảm đi được một tí, nạp năng lượng vào những cái tăng lên thứ hai. Nhưng mà đang đặt hy vọng rằng là kỳ này về Quy Nhơn sẽ được giảm cân. Nhưng mà chưa biết thế nào, nhưng từ qua nay là ở Huế là đã tăng lên tầm khoảng 2 cân rồi các bạn ạ. Qua nay là ở Huế là đã tăng 2 cân rồi. Ở Huế mấy ngày? Tới Quy Nhơn 3 cân nữa rồi. Em ở có một ngày thôi. Sáng hôm trước em đến thì sáng xong. Cái xe của em, cái xe nó chạy từ Quảng Ninh nhưng nó chỉ vào đến Đà Nẵng thôi. Ra đấy là mua 3 tỷ một con xe đấy, 3 năm nó thay một lần. Xe đấy là toàn chở khách nước ngoài đi du lịch. Xe số gì ít mà đáng là 10 gì đó. Khách nước rồi. Thì công ty Cần Thịnh như vậy là ngay trước nhà đó, nó tại Hải Phòng đó, nó đủ hết. Hà Nội lại còn đi cái gì những cái xe đấy chạy là có giường nằm đấy. Giường thì nó có nhiều giường, cái giường mà nó đóng theo kiểu cabin á thì là nó sẽ xịn sò hơn và nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn. Thế còn cái giường nằm thì giống như cái ghế gấp của mình á, nó chỉ nằm chỉ bé tí thôi, thì là cũng là giường nằm hai người nằm được, hai người to này nằm thoải mái. Đây hai vợ chồng nằm thoải mái, một cái cabin, mua hai cabin, một cabin để đựng đồ mà hai vợ chồng nằm chung cho nên là vui. Cái này lần đầu đi cũng chưa có kinh nghiệm mẹ. Nếu mà nằm chung như thế tính ra con 500 vé thôi. Nếu mà mua hai vé là 500 là vào Huế, từ Hải Phòng vào Huế thì là tôi mua hai cabin luôn, hai cabin là 1,5 triệu, 1,5 triệu là 750 một cabin. Mua thế để đi cho nó thoải mái, nhưng cuối cùng lên là một cabin để đựng đồ, còn một cabin hai vợ chồng nằm ấy. Mình đi rồi mà làm gì được, tới hai người vô ở rồi mới nghiêng người chứ. Không, tức là thế này này, cái xe này là xe xịn nhất trong các loại xe. Xe này nó đóng được có 24 buồng thôi. Đúng rồi. Cái xe kia thì nó đóng nhiều hơn, tức là nó cũng hai tầng.